Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư cùng dàn sao đình đám quy tụ cũng không gánh nổi loạt tác phẩm có số flop. Chào mừng bạn đến với tin tức nơi có thể làm bạn đã cái nư vì sắp dìm idol ai đó. Màn ảnh Hoa ngữ có không ít bộ phim flop nhờ thực lực, vì dù hội tụ đủ yếu tố để hot từ đội ngũ, chế tác chất lượng, nguyên tác nổi tiếng, dàn diễn viên đình đám, nhưng cuối cùng những bộ phim này vẫn không cách nào có thể đại bạo. Thậm chí, ngay khi có sự góp mặt của những tiểu hoa nóng bỏng tay như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Triệu Lộ Tư vẫn chẳng thể gánh nổi bộ phim. Cùng điểm qua loạt tác phẩm kém may mắn này nhé. Trọng Tử. Nguyên tác của Trọng Tử vốn rất nổi tiếng. Thứ nhất, đây là bộ tiên hiệp sư đồ luyến được nhiều người yêu thích. Thứ hai là tác giả bộ truyện này từng thắng kiện Fred Quả Quả, chủ nhân của cuốn tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt, từng được chuyển thể rất thành công trên sóng truyền hình. Hoa Thiên Cốt do Triệu Lệ Dĩnh, Hoắc Kiến Hoa đóng chính, bị cho là có nguyên tác đạo nhái Trọng Tử. Vì thế khi có tin Trọng Tử được chuyển thể, rất nhiều người đã mong chờ bộ phim này. Mặt khác, Trọng Tử được xem là dự án S cộng, mức đầu tư không hề nhỏ. Dàn diễn viên của bộ này cũng không phải dạng vừa. Từ Chính Khê hiện đang là sao nam góp mặt trong nhiều tác phẩm thần tượng, Dương Siêu Việt cũng là nữ idol được săn đón. Bên cạnh đó, dàn sao nam của bộ này cũng toàn những mỹ nam cổ trang, từng gây ấn tượng ở Sơn Hà Lệnh, Trần Tình Lệnh và Ngộ Long. Chỉ đáng tiếc là Trọng Tử không thể hot, lỗi lớn nhất có lẽ là ở Dương Siêu Việt khi cô nàng diễn quá dở. Vai Lạc Âm Phàm của Từ Chính Khê cũng bị chê dầu mỡ, hồi đóng Độc Cô Thiên Hạ khá ổn, chẳng hiểu sao sang đến đây lại trông mấy ngàn đến vậy. Nhìn chung, dù có nguyên tác xịn, đầu tư lớn lẫn dàn diễn viên nổi trội, Trọng Tử cũng không thể hot vì gánh nặng từ Dương Siêu Việt, Thanh Vân Chí. Đây có lẽ là tác phẩm gây hối tiếc nhất đối với một phim Hoa ngữ. Chưa từng có bộ phim nào lại quy tụ nhiều ngôi sao đến thế. Nam nữ chính là Triệu Lệ Dĩnh và Lý Dịch Phong. Dàn phụ có sự hỗ trợ của Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Dương Tử, Nhậm Gia Luân, Thành Nghị. Dù nói có những cái tên sau phim này mới hot, nhưng cũng phải công nhận đây là bộ có toàn những trai xinh gái đẹp. Ấy vậy mà khi lên sóng, người ta quan tâm phim thì ít, còn drama xung quanh thì nhiều. Năm đó netizen toàn bàn tán về lùm xùm giữa Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, về tạo hình bị chê của phim và về nhân vật Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ ai mới là người Trương Tiểu Phàm yêu. Mãi đến sau này, khi phim đã chiếu sau một thời gian thì mọi người mới đề cao Thanh Vân Chí, cho rằng đây là tác phẩm ấn tượng của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng một bộ phận khác vẫn cho rằng Thanh Vân Chí đã phá nát nguyên tác nên không hot là chính xác. Học Châu Phu Nhân. Thêm một chiếc phim nữa flop dù có đủ yếu tố để hot, đó là Học Châu Phu Nhân, với sự tham gia diễn xuất của Dương Mịch, Trần Vĩ Đình, Trần Tiểu Vân, Từ Khai Xính, có lẽ dàn diễn viên này đã đủ để thu hút người xem rồi. Nguyên tác của Học Châu Phu Nhân cũng không hề kém nổi. Hơn nữa, với sự đầu tư lớn, cực chỉn chu dành cho tác phẩm của Dương Mịch thì Học Châu Phu Nhân xứng đáng được cộng điểm vì tạo hình, bối cảnh quá đẹp. Phim lên sóng thu về sự quan tâm ở mức vừa phải, lâu lâu hot lên một chút nhờ có chuyện để bàn luận hoặc có cảnh ngược. Nhiều cư dân mạng cho rằng một trong những điểm khiến Học Châu Phu Nhân không thể bạo đó là phản ứng hóa học giữa Trần Vĩ Đình và Dương Mịch không tốt. Thêm vào đó, Dương Mịch đóng đoạn đầu lúc trẻ chưa ổn, bị sượng vì cưa sừng làm né. Thả Thí Thiên Hạ. Năm ngoái, Triệu Lộ Tư có hai bộ đóng chính lên sóng, Tinh Hán Sán Lạn đại bạo khỏi cần nói rồi, còn Thả Thí Thiên Hạ thì ngược lại, flop chấp mặt còn bị chê không để đâu cho hết. Đáng lý ra đây phải là bộ phim hot hơn, bởi nguyên tác vốn đã rất hút người đọc rồi. Thêm vào đó còn là chế tác lớn, nam chính lại là đỉnh lưu đình đám Dương Dương, gian phụ của bộ phim cũng toàn những trai xinh gái đẹp như Lưu Nhuế Lân, Tuyên Lộ, Lại Nghệ, An Duyệt Khuê, còn thêm cả Lý Nhược Đồng làm khách mời. Vậy mà khi lên sóng, Thả Thí Thiên Hạ bị chê khá nhiều từ diễn xuất của nữ chính đến lùm xùm đạo cụ và vật cưỡi, kỹ xảo của bộ phim này cũng là điểm chưa lớn, khiến người xem phải đau mắt. Chẳng thế mà sau 40 tập phim, Thả Thí Thiên Hạ toàn nhận về lời chê chứ chẳng hot cũng không được khen nhiều, đưa về điển trai của Dương Dương. Trên đây là những bộ phim hội tụ đủ yếu tố để hot nhưng cuối cùng lại flop sấp mặt. Bạn thấy đấy, dù có những diễn viên đình đám góp mặt, trai xinh gái đẹp tràn màn hình cũng chẳng gánh nổi loạt bộ phim này. Vậy nên sau này, nếu có coi phim hãy chú ý nhiều hơn vào nội dung và diễn xuất, đừng vì vài ba cái tên hot mà đặt nhiều kỳ vọng, khả năng sẽ thất vọng rất nhiều đó nha. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức, nếu có làm bạn khó chịu vì lỡ dìm các idol, hãy vui rẻ lên vì ai bảo bạn ham hóng chuyện cơ chứ.